Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 với những nội dung chính sau đây. Sở Thông tin Truyền thông kỷ niệm 10 năm xây dựng và trưởng thành. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ trên 10 tỷ đồng phát triển cây trồng vụ đông 2015-2016. Gương chị Chu Thị Tẩy, gương mẫu hiến đất làm đường, thôn sầm khúc giữa việt hưng thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong phát triển nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại công văn số 11421 hướng dẫn số 160 ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng. Bắt đầu từ ngày hôm nay 16 tháng 9, Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng. Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, địa chỉ 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hương Yên. Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2015. Chúng tôi sẽ chuyển những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn về Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng có chủ đề tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội 12 của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Trải qua 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng 2011-2015, nhìn lại 30 năm đổi mới. Quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đánh giá việc thực hành điều lệ Đảng khóa 11, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp và khó lường. Đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi thời cơ, đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Cán bộ đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng và những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ phù hợp của đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, Đại hội 12 có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, để mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Một lớn Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11 2011-2015 và nhìn lại 30 năm đổi mới 1986-2016. 1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11, nguyên nhân và kinh nghiệm. Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước, cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã tác động bất lợi đến nước ta. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu những hạn chế khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề, nhu cầu bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta cũng phải dành nhiều nguồn lực để đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những động thái mới của tình hình khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, nhìn tổng quát, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành quả quan trọng nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên, kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược được tập trung thực hiện đã kết quả tích cực bước đầu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng có hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng. Quan điểm và thể chế về nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung hoàn thiện, hiệu lực và hiệu quả được nâng lên đã thể chế hóa kịp thời cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, xây dựng và ban hành hiến pháp năm 2013. Những thành quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Trong 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Sở đã chủ động xây dựng trình tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành các quy hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực bưu chính, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, tham mưu đề xuất với lãnh đạo tỉnh ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được triển khai, 100% đơn vị đã có mạng LAN, công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản được tăng cường, công tác kiểm tra chuyên ngành đã được chú trọng từng bước đi vào chiều sâu với những kết quả tích cực với những kết quả đã đạt được, Sở đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen. Nhiều năm liên tục, Sở được Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các cá nhân và tập thể. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng lãng hoa chúc mừng nhân 10 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. Phát biểu với các đại biểu dự buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức viên chức của ngành đã nỗ lực phấn đấu để đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí mong muốn trong những năm tới, cán bộ toàn ngành tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm giai đoạn 2011-2015. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huấn luyện cho gần 94.000 lượt dân quân tự vệ về công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh. Trong 5 năm, các cơ quan đơn vị trực thuộc đã mở 100 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 6.900 lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 234.000 lượt học sinh sinh viên trong các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn minh quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết mệnh lệnh huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ chú trọng đổi mới nội dung phương pháp thường xuyên luyện tập sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị nâng cao khả năng tác chiến và giỏi tác chiến độc lập Ngày 15 tháng 9, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Tedros đã về thăm nhà máy Hanes Brand Việt Nam tại huyện Kim Động, cùng sự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Hanes Brand Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Hanes Brand của Hoa Kỳ. Tập đoàn đang hoạt động tại 35 quốc gia và được xếp hạng 490 trong số 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất nước Mỹ. Tại Việt Nam, công ty đã xây dựng 3 nhà máy quy mô lớn hiện đại tại hai huyện Khoái Châu và Kim Động, tỉnh Hưng Yên và một nhà máy tại Huế. Nhà máy tại huyện Kim Động hoạt động từ năm 2014, nhà máy có diện tích hơn 84.000 m2, tổng vốn đầu tư trên 19 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất hàng may mặc như quần sóc nam, áo lót nữ, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của đại sứ Hoa Kỳ và nhà đầu tư về tiềm năng, cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Hưng Yên đồng chí mong rằng trên cương vị của mình, ngài đại sứ sẽ là cầu nối hiệu quả để nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Hương Yên đầu tư sản xuất kinh doanh. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa 18 để kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Sự kỳ họp có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện với ông Trần Hữu Sơn để nghỉ hưu theo chế độ. Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Chu Tiến Nam, Phó ban tuyên giáo huyện ủy, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và bà Nguyễn Thị Bích Hường, trưởng phòng tài chính huyện, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ, nhiệm ký 2011-2016. Sáng ngày 16 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Hào khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 13 kỳ họp bất thường bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp sau khi công bố văn bản thông báo số 1531 của tỉnh ủy Hưng Yên, thông báo ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy và thông báo của Ban thường vụ huyện ủy Mỹ Hào về việc giới thiệu nhân sự bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Nguyễn Kim Bảng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Kim Bảng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với tỷ lệ phiếu bầu cao. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 1607 về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, nội dung nêu rõ. Thực hiện công điện số 1632 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, để chủ động phòng chống không để bệnh phát triển thành dịch trên địa bàn tỉnh, có phần thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, triển khai quyết liệt chiến dịch diệt long quăng, bọ gậy diệt mũi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng khu vực tập trung đông dân cư, thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém. Yêu cầu người dân khi có dấu hiệu sốt của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Trong đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng và các đơn vị trong hệ thống tăng cường công tác giám sát, xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh, không để dịch lan rộng và kéo dài. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch, tổ chức diệt long quang bọ gậy, diệt mũi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất theo chỉ định của ngành y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu có tình trạng dịch bệnh bùng phát lan rộng trên địa bàn do lơ là chủ quan công tác phòng chống dịch bệnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Nhằm phát triển cây vụ đông hàng hóa chất lượng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định trích ngân sách trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân phát triển cây vụ đông 2015-2016. Theo đó, hỗ trợ mua các loại giống bí xanh bí ngô lai F1 có chất lượng năng suất và giá trị kinh tế cao dễ tiêu thụ, diện tích hỗ trợ 1.100 ha, định mức hỗ trợ 2.700.000 đồng mỗi ha. Các giống khoai nhập nội có chất lượng và giá trị củ thương phẩm cao, dễ tiêu thụ, diện tích hỗ trợ 500 ha, định mức hỗ trợ 10 triệu đồng một ha. Các giống đậu tương có năng suất cao, chất lượng thương phẩm tốt, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện khó khăn về nước tưới, dễ tiêu thụ, diện tích hỗ trợ 700 ha, định mức hỗ trợ 2 triệu 400 nghìn đồng một hectare. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trên hết nó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên hiện nay, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Ân Thi, hệ thống kênh dẫn nước thải sinh hoạt ứ động không có nắp cống che đậy, gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Tại các xã như Hồ Tùng Mậu, Đặng Lễ, nhiều đoạn kênh dẫn nước thải trong khu dân cư bị ứ động. Nhất là vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, nước thải không thoát đi được, nổi váng, sùi bọt, bốc mùi rất khó chịu. Kèm theo đó, hệ thống kênh không có nắp đậy vừa gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, thậm chí gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, tránh nhau, đặc biệt khi vào trời tối. Việc để ứ động nước thải cũng do phần nhiều thiết kế độ sâu lòng kênh không hợp lý thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất là chính người dân cần tự nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, tránh tình trạng sạch nhà bẩn ngõ nhằm tạo môi trường sống xanh sạch đẹp ở khu dân cư. Năm 2014, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào về đích xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả đáng tự hào đó là sự trung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong đó không thể không kể đến công lao của chị Chu Thị Tẩy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Thôn An Tháp xã Nhân Hòa. Là chi hội trưởng hội phụ nữ thôn An Tháp, bên cạnh trách nhiệm công việc được giao thì chị Tẩy luôn là một người có nhiều tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị chia sẻ, muốn thuyết phục hội viên người dân tích cực thực hiện thì mình phải là người tiên phong đi đầu để mọi người nhìn vào đó học hỏi làm theo và việc tuyên truyền mới thực sự có hiệu quả nói là làm, gia đình chị đã tự nguyện hiến trên 80 mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường. Tiếp đó, chị đến từng nhà, vận động người dân, đặc biệt là hơn 30 hộ trong thôn hiến đất để con đường được mở rộng hơn. Kết quả đến nay, 11 tuyến đường trục thôn được cứng hóa có chiều rộng từ 3 m trở lên. Bản thân chị Tẩy đã vận động người dân hiến được 450 mét vuông đất, góp phần làm cho các tuyến đường lên thôn xóm, khang trang, thông thoáng, diện mạo thôn An Tháp đã hoàn toàn thay đổi. Do mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong những năm qua nhiều hộ dân thôn Sầm Khúc, xã Việt Hương, huyện Văn Lâm đã mạnh dạn đưa cây trồng vật nuôi giá trị kinh tế cao vào canh tác. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, có phần để mạnh xây dựng nông thôn mới. Đây là mô hình VAC của gia đình ông Vũ Văn Tuấn với diện tích rộng 2 hecta, Trong đó, diện tích thả cá là 0,5 hecta, diện tích còn lại dành để nuôi 40 con lợn, 2.000 con gà và trồng một số cây ăn quả. Từ nhiều năm trước, nhận thấy việc trồng lúa đem lại hiệu quả kinh tế không cao, gia đình ông đã tìm hiểu về khoa học kỹ thuật và mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình VAC. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Để mà so từ làm ao, chuồng đến cây lúa thì chúng tôi khẳng định rằng là nếu như làm ao thì khẳng định là nó sẽ gấp 5 đến 7 lần so với cây lúa. Còn chăn nuôi thì chúng tôi ra đây là chăn nuôi nó thoáng được cái nó thoáng rồi nó rộng rãi rồi thỉnh thoảng là xã rồi ban thú y xã thôn đều cũng có tăng cường là kiểm dịch cho chúng tôi thế là cái dịch bệnh của chúng tôi là nó cũng giảm nhận thấy nhu cầu của người dân về cây ăn quả cao đồng thời học hỏi được kỹ thuật trồng táo trồng hoa của bạn bè mấy năm gần đây anh Lê Văn Kha đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa trồng bí sang trồng táo và hoa để phát triển được mô hình này theo anh Kha cho biết thì việc kéo đường điện cũng như công tác thủy lợi là yếu tố rất quan trọng. Bắt đầu tôi vào làm màu tôi làm cây cà chua và cây bí. Vì tôi thấy là cây cà chua, cây cà bí nó có hiệu quả nhưng mà tôi thấy là uh, xã hội và nhu cầu của xã hội bây giờ đã, đang có thể thu tiêu thụ được cái hoa nhiều tươi nhiều hơn. Cho nên là tôi sẽ tiếp tục là đầu tư vào cái hoa tươi. Và nếu mỗi một xào là bây giờ tôi nhân lên là đổ, nếu cây cây hoa cúc là rơi một vạn rưỡi. Có trừ chi phí và chết đi cũng đã ra được 10, 10 triệu một sáng. Trong thôn hiện có khoảng 30% hộ dân chuyển đổi từ cây lúa sang mô hình trang vườn trại với diện tích 217 ha. Nhiều gia đình có thu nhập cao hàng trăm triệu đồng như gia đình anh Vũ Văn Tuấn, Lê Văn Kha, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Giang. Ngay khi có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cán bộ thôn đã đến thăm các mô hình động viên người dân mạnh dạn chuyển đổi và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thông qua việc hoàn thiện xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ kéo điện cho bà con sản xuất. Thôn Trầm Khúc là một thôn đông dân thứ ba trong toàn xã. Thì nhân dân thì có cái truyền thống cần cù, đặc biệt là cái việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cơ khi trồng để phát triển kinh tế. Thế và trong xã Việt Hưng chúng tôi thì hiện nay là có 107 trang vườn trại thì sầm khúc là chiếm gần 1 phần 3. Thế về cái hiệu quả kinh tế thì thứ nhất là được cái việc mà sức lao động, lao động của nhân dân là đã tập trung vào cái trang vườn trại và sản xuất. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái thu nhập của gia đình. Nhờ vào việc mạnh dạn chuyển đổi mà thu nhập bình quân đầu người trên năm của thôn tăng dần, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,3% năm 2014 xuống còn 67% năm 2015. Việc dồn thừa đổi ruộng cũng đã được hoàn thành ngay trong năm 2014, tạo điều kiện cho bà con tham gia sản xuất tập trung. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, thời điểm hiện nay, lúa mùa sớm đang trong giai đoạn chắc xanh, lúa mùa chung và muộn đang giai đoạn đồng già đến chắc xanh. Đây là thời điểm rất quan trọng và cho điều kiện thời tiết cũng như dịch hại diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc bà con chủ động thăm kiểm tra đồng ruộng thường xuyên và có biện pháp xử lý kịp thời là rất cần thiết, đặc biệt là phòng trừ dày cuối vụ. Trong một thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bà con về một số dịch hại đặc biệt dày cuối vụ. Theo Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh giai đoạn từ nay đến cuối vụ, các đối tượng như giày nâu và giày lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn sẽ tiếp tục phát sinh gây hại. Sâu đục thân bướm hai chấm tiếp tục đẻ trứng trên trà lúa chỗ muộn sẽ gây hại và làm bông bạc, chủ yếu trên trà chỗ sau ngày 10 tháng 9. Giày nâu, giày lưng trắng có mật độ phổ biến từ 200 đến 300 con một mét vuông, nơi cao từ 700 đến 1.000 con một mét vuông. Cá biệt có ruộng trên 2.000 con một mét vuông. Bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại cục bộ trên một số giống nhiễm như bắc thơm 7 T10, một số giống lúa lai, tỷ lệ hại nơi cao từ 5 đến 7% số lá, cá biệt 15 đến 20% số lá. Ngoài ra, bệnh đen lép hạt gây hại cục bộ trên một số giống lúa chỗ trong điều kiện gặp mưa liên tục. Trong điều kiện nhiệt độ cao ẩm như hiện nay, bà con cần kiểm tra ruộng định kỳ một tuần một lần từ sau khi cây lúa kết thúc đẻ nhánh và chín. Chúng tôi thì cũng năng đi nôm đồng, thế nhưng mà xuống đồng nôm đồng thôi nhưng mà cũng không biết được cái sâu là cái sâu gì. Thì chúng tôi nó thật là tích cực phun lắm, có nhà người ta phun nào 6 vài lần nhưng mà vẫn cứ không được. nhờ các anh là bên chuyên môn làm sao mà giúp cho dân chúng tôi để phòng chống cái dịch hại của mùa lúa mùa năm nay. Theo dự báo, lượng mưa từ nay đến cuối vụ vẫn còn lớn, làm cho lá là lúa bị dập nát là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn bạc lá đốm sọc vi khuẩn xâm nhập vào cây. Tri cục bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương tập trung chăm sóc điều tiết nước hợp lý. Trạm bảo vệ thực vật các huyện thành phố tiếp tục tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các sâu bệnh chính, đặc biệt là dày nâu, dày lưng trắng, sâu đục thân bướm hai chấm. Đồng thời chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo nguyên tắc bốn đúng, đạt hiệu quả cao nhất trà lúa mà chỗ sau ngày mùng 10 tháng 9 trở đi thì nếu như mà à, bà con ta à, đến thời kỳ lúa đang thấp thò chỗ, tức là lúa bắt đầu gọi là chỗ báo đó được một vài bông thì bà con có thể là sử dụng những cái loại thuốc trừ à, sâu độc thân. Ví dụ như là thuốc Vitaco à, 40 wg Khi mà lúa còn đang xanh đấy, từ giai đoạn thấp thò chỗ cho tới khi mà lúa gọi là chín sữa thì khi này cây lúa còn xanh còn khả năng lưu dẫn thì bà con ta hoàn toàn có thể sử dụng cái thuốc là chat 50 về để phun. Chúng ta chỉ phun nguyên trên nhưng lại lưu dẫn hai chiều đi xuống dưới tận gốc và diệt được rầy. Bên cạnh đó hiện nay thì trên đồng ruộng thì à, cái do cái tình hình thời tiết nên là cái lem lép hạt cũng tương đối nhiều. Đây là lem lép hạt cũng do thời tiết và có cả lem lép hạt do nấm bệnh gây hại. Như vậy mà để hạn chế cái bệnh lem lép hạt cũng như bệnh cái bệnh khô vằn ở phần dưới của gốc cây thì đề nghị bà con ta cũng có thể là sử dụng cái thuốc ví dụ như là thuốc Tin Super Đấy, thì khi chúng ta phun lên trên thì cũng sẽ hạn chế được rất nhiều cái bệnh lem lép hạt và đặc trị cho cái bệnh khô vằn à, vàng lá chín sớm. Ngoài ra, bà con cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đồng thời lựa chọn và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có khả năng nội hấp và lưu dẫn và phun thuốc hợp lý sẽ quản lý hiệu quả sâu bệnh cuối vụ, giảm thiểu ảnh hưởng do thời tiết. Hiện nay, trên các loại cây có múi và trên nhãn, phải xuất hiện một số loại sâu bệnh hại. Bà con cần lưu ý một số sâu bệnh chính để phòng trừ đạt hiệu quả. Trên cây có mối là nhện đỏ, nhện trắng tiếp tục gây hại cục bộ ở những vườn chăm sóc và phòng trừ kém, tỷ lệ hại phổ biến 5-7%, nơi cao trên 10% số lá. Ngoài ra, sâu vẽ bùa bọ trĩ bệnh thán thư gây hại nhẹ, bọ trĩ nhện lông nhung bắt đầu xuất hiện và gây hại cục bộ trên cây vải nhãn đang ra lộc thu. Để theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên cây có muối, bà con nông dân cần chủ động phòng trừ nhện đỏ, nhện trắng bằng các thuốc đặc trị như Otus 5SC, Dylan 2EC, Comit 73EC, Ditech 50VKP. Bệnh thán thư phát triển cần phòng trừ bằng các thuốc như Ridomin 68VKG, Camilo 150SC, bà con lưu ý chăm sóc tưới nước dưỡng quả và phòng trừ sâu bệnh trên cây có múi theo đúng yêu cầu kỹ thuật để tăng chất lượng và giảm tỷ lệ dụng quả ở giai đoạn quả chín